Chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ đến nhanh với thông tin tình hình dịch Covid trưa ngày hôm nay ngày 11 tháng 8. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cái vấn đề sắp tới đây các bạn mà đang quan tâm chính là khi nào sẽ hết giãn cách. Thì lộ trình kiểm soát dịch bệnh dự kiến ở 19 tỉnh thành phía Nam như sau. Thì nếu mà quyết tâm kiểm soát được dịch bệnh cho bằng được thì Phó Thủ tướng cho rằng 19 tỉnh thành phía Nam đang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 có thể chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 là các tỉnh vùng Nam Sông Hậu, Sóc Trăng, Bến Tre, Bình Phước là quyết tâm khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh, quy mô là từng tỉnh và cả khu vực. Thì kiểm soát tốt không có nghĩa là không còn ca mắc mới, mà phải củng cố vững chắc vùng xanh, tức là vùng an toàn trong từng tỉnh, dồn gọn ở các ổ dịch lại, là khoanh nhiều lớp, các khu vực hình thành vành đai xanh vững chắc. Thì Phó Thủ tướng nói là cho biết lãnh đạo các địa phương đều phải khẳng định nỗ lực trong vòng 10 ngày tới. Nhóm 2 là một số tỉnh còn lại trừ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An là quy mô vùng đỏ lớn hơn, quyết tâm trong 20 ngày nữa sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh, khoanh vùng nhiều lớp, nhiều vòng đối với các ổ dịch. Thì nhóm 3 như là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì phải cố gắng kiểm soát dịch vào cuối tháng 8, muộn nhất là đến giữa tháng 9 với thành phố Hồ Chí Minh là kiểm soát được dịch. Thì về chủ trương giãn cách xã hội tại 19 tỉnh thành phía Nam, Phó Thủ tướng cho biết cách đây một tháng khi vào thành phố Hồ Chí Minh trước diễn biến dịch phức tạp, ông đã hình thành một chiến lược khoanh vùng thành phố đồng bộ với các địa phương khác để đề phòng dịch không lây lan. Ông phân tích cơ chế kiểm soát giống nhau sẽ tạo nên thuận lợi cho các tỉnh khi hình thành được các vành đai xanh, tức là trong từng tỉnh và liên tỉnh có thể thực hiện giao thương đi lại thuận lợi hơn trong nội tỉnh và nội vùng. Thì tôi quyết định trình cấp có thẩm quyền để thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ở thành phố Hồ Chí Minh và ngay sau đó là đối với các tỉnh thành phía Nam, dù nhiều nơi chưa cần thiết nhưng phải làm vậy qua báo cáo của các tỉnh đúng như dự liệu ban đầu. Nếu không có chủ trương này ngay, tình hình bây giờ đã vô cùng phức tạp, Phó Thủ tướng cho biết. Thì đến nay là 19 tỉnh thành phía Nam vẫn đang áp dụng chỉ thị số 16 để phòng chống dịch, trong đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai là đã thực hiện từ ngày 9 tháng 7, các tỉnh còn lại thực hiện từ ngày 19 tháng 7. Và thông tin tiếp theo chính là Bến Tre sẽ dự kiến đón 3.200 người dân Bến Tre về đợt 2. Thì ngày hôm nay 11 tháng 8 trao đổi qua bưu điện, trưởng ban liên lạc đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tấn Bủ cho biết dự kiến ngày 14, 15 và 16 tháng 8 tới đây sẽ có 3.200 người dân Bến Tre được đưa về quê trong đợt 2. Người dân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và lên xe khi về quê phải có kết quả âm tính. Đặc biệt là trong đợt 2 này, người dân phải tiêm vaccine xong mới được về. Thì về việc tiêm vaccine sẽ được thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để đảm bảo an toàn khung giờ cho người dân. Mỗi huyện khi ra điểm tập kết sẽ được tiếp tục phân bổ thuận tiện để việc test nhanh và tiêm vaccine. Và thông tin cuối cùng chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre trưa ngày hôm nay ngày 11 tháng 8. Thì trưa ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận 2 ca mắc mới. Thì 2 ca mắc mới này thuộc ổ dịch bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và đã là trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến nay bệnh viện Đình Chiểu đã có 22 ca dương tính với Covid-19. Thì nâng tổng số ca trên toàn tỉnh tính đến trưa ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 là 1.215 ca. Vẫn là 20 ca tử vong và số ca ra viện là 412 ca. Mình cũng xin kết thúc thông tin nhanh trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.